Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Mạnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn? Và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mạnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2024 thứ hai dương lịch. Âm lịch là ngày 6 tháng 4 năm 2024, là ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn. Tiết khí lập hạ, hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay. Hôm nay tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Tỵ, lục hợp với tuổi Tý, hình với tuổi Mùi và tuổi Tuất, hại với tuổi Ngọ và xung với tuổi Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Mùi và tuổi Kỷ Mùi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Tân Hợi và tuổi Đinh Hợi. Về ngũ hành niên mệnh giản hạ thủy, hôm nay là ngày Đinh Sửu, tức can sinh chi, đây là ngày tốt. Nạp âm giản hạ thủy kỵ tuổi Tân Mùi và tuổi Kỷ Mùi. Ngày thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi Kỷ Sửu, tuổi Đinh Dậu và tuổi Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục. Xung Mùi hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Tam sát kỵ mệnh tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao tam hợp, lâm nhật, thiên hỷ, thiên y, lục nghi và sao ngọc đường. Sao xấu gồm có sao chiêu giao, tứ kích và sao quy kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 13 tháng 5, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch và nạp tài. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như chuyển nhà hay hồi hương. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày 13 tháng 5 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy, đón chào vận trình ngày mới, người tuổi Tý có nhiều may mắn tìm tới và có được tinh thần hứng khởi khi mà trong ngày đang có lục hợp đứng bóng. Công việc thì tiến triển thuận lợi, người tuổi Tý cũng nhận được những thành công đầu tiên trong các kế hoạch mới của mình. Mặc dù tham vọng của bạn là lớn hơn rất nhiều chứ không chỉ dừng lại ở đó. Muốn vậy thì bạn cũng cần phải cố gắng và chịu vất vả hơn một chút nữa. Trên phương diện tài lộc thì cho thấy ngày hôm nay đường tài lộc của mệnh chủ tuổi Tý cũng đang khá tốt. Còn giáp này không cần phải quá lo lắng
về các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Tiền chi tiêu trong ngày mới thì có phần nhỉnh hơn so với ngày thường, nhưng cũng không tới mức phải cân đong đo đếm, vẫn đủ, vẫn thoải mái để bạn chi tiêu. Lúc này thì người tuổi Tý cũng nên tự thưởng cho bản thân một món đồ nào đó mà mình yêu thích bấy lâu nay để tự khích lệ tinh thần. Luận giải tử vi cho thấy trong ngày ngũ hành thủy vượng, ngày này thì lại không tốt cho vấn đề sức khỏe của mệnh chủ tuổi Tý. Bạn cần phải hết sức chú ý chăm sóc cơ thể của mình cho tốt hơn nữa, tránh để công việc và những lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Hãy nhớ, sức khỏe là vốn quý giá nhất, đừng đánh mất nó bằng bất cứ lý do gì. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, công việc tiến triển ổn định, bạn nhận được những thành công đầu tiên trong các kế hoạch mới của mình. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, tiền bạc chi tiêu đang có phần nhiều hơn bình thường, nhưng cũng không tới mức phải cân đong đo đếm. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, chuyện tình cảm đang khá hài hòa. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ, để kết bạn với những người khác giới. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, vận trình tài lộc đang bình ổn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, giúp bạn không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, có nhiều chuyển biến tích cực cho những người làm ăn kinh doanh, đón một ngày buôn may bán đắt. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Sửu và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 3 và số 9 và màu sắc cát tường là màu xám và màu xanh dương. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy ngày có chính quan lâm vận. Điều này thể hiện khá rõ người tuổi Sửu đón chào ngày mới hoàn toàn có cách để bạn thể hiện được năng lực của mình một cách hiệu quả hơn. Đây cũng là lúc mà bạn cũng nên bắt đầu vào những dự định mới, phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, giúp cho con đường thăng tiến trong sự nghiệp ngày thêm rộng mở hơn. Về phần tài vận thì ngày hôm nay cũng không có điều gì đáng phải chê trách. Việc lớn hay việc nhỏ thì đều thu hoạch được những kết quả đáng kể. Tranh thủ lúc này thì người tuổi Sửu cũng nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào những dự án mà mình đã tìm hiểu từ trước đó. Dù ban đầu có thể chưa thu về những kết quả tức thì, nhưng bạn sẽ có thêm những cơ hội để phát triển, để mở rộng hơn trong tương lai. Chỉ có điều xem tử vi cho thấy đường tình duyên của người tuổi Sửu ngày hôm nay thì lại không được như ý. Có thể nói đỏ tiền, đen tình là như vậy. Người tuổi Sửu có thể gặp phải những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm. Người ấy thì không hiểu được những nỗi khổ tâm của bạn mà chỉ nhìn thấy những nụ cười của bạn bên ngoài. Đối phương không biết rằng bạn giấu những nỗi buồn trong lòng vì không muốn người ấy phải lo lắng. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, giúp cho con đường thăng tiến trong sự nghiệp ngày rộng mở hơn. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, bạn nên xúc tiến một vài các kế hoạch kinh doanh hoặc những dự định đầu tư mà bạn đã tìm hiểu trước đó. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, bạn nên học hỏi thêm bằng cách lắng nghe, quan sát để tích lũy thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, sự nghiệp đang có nhiều may mắn. Người làm công ăn lương cần giao tiếp nhiều sẽ được khách hàng khen ngợi. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, tài lộc đang có nhiều may mắn. Người kinh doanh buôn bán được khách hàng ủng hộ, hàng hóa ra vào nườm nượp. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay người tuổi Sửu nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Tý và người tuổi Tỵ.
Con số may mắn là số 9 và số 3, và màu sắc cát tường là màu nâu và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy, trong ngày có kiếp tài lâm vận, ngày này đem tới một ngày lao đao vất vả về sự nghiệp với người tuổi Dần. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp sự từ chối từ đối tác, có thể là khách hàng thất hứa hoặc hủy hẹn. Bên cạnh đó, ngày này người tuổi Dần có thể bị tiêu tiền vào những thứ không đâu, khiến tiền bạc bị hao hụt một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu như mệnh chủ giữ được bình tĩnh thì mọi việc cũng đều khá thuận lợi. Và lời khuyên dành cho tuổi Dần là bạn cũng nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, lạc quan trong mọi tình huống. Khó khăn thử thách cũng là một điều khó tránh khỏi, nhưng chính bản thân bạn phải biết cách giải quyết thế nào cho hợp lý thì mới là người bản lĩnh. Nhưng bù lại thì tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày có ngũ hành tương sinh che chở, thì với những người đã từng mất đi niềm tin vào chuyện tình yêu thì ngày này đã tìm lại được những hy vọng mới. Tuổi Dần mở lòng mình và trở nên tin tưởng hơn vào các mối quan hệ sắp tới. Nhiều cặp đôi đã kết hôn thì ngày hôm nay cũng có thể nhận được những tin vui liên quan tới chuyện con cái, mang lại hạnh phúc ngập tràn cho cả gia đình. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, công việc đang có nhiều áp lực, người làm ăn kinh doanh có thể gặp sự từ chối của đối tác. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, tình duyên đang vượng sắc, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đang vô cùng hòa hợp. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, suy nghĩ tích cực lạc quan trong mọi tình huống sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, sự nghiệp có đôi chút bất ổn, rất dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến cho công việc càng bị trì trệ và chất lượng bị giảm sút. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, cư xử chính trực, khéo léo trong các mối quan hệ xã giao sẽ giúp đem về nhiều cơ hội làm ăn tốt lành hiếm có. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Dần nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Hợi và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 8 và số 3, và màu sắc cát tường là màu đen và màu xanh lá. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy công việc của người tuổi Mão trong ngày đầu tuần nhìn chung đang khá tốt đẹp dưới sự nâng đỡ của chính ấn. Mệnh chủ thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ mình đang làm nên kết quả đạt được cũng là xứng đáng. Với những phản ứng nhanh nhạy và kịp thời của mình, mệnh chủ tuổi Mão có thể nhận được sự khen ngợi của đồng nghiệp và sự đánh giá cao từ cấp trên. Cũng nhờ có cát tinh độ mệnh nên vận trình tài lộc của mệnh chủ tuổi Mão cũng đang có chiều hướng phát triển tốt, không phải lo nghĩ quá nhiều. Tuổi Mão chẳng cần phải cầu tài mà tiền tài tự tới, vinh hoa không để đâu cho hết. Hôm nay cũng là một ngày khá tốt nếu ai có kế hoạch khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu. Tuy nhiên, bạn đừng quên lựa chọn và làm việc trong khung giờ tốt để đón một ngày may mắn thuận lợi hơn. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay người tuổi Mão cũng được ngũ hành tương sinh trợ giúp nên vận trình tình cảm là khá thuận lợi, khá suôn sẻ. Vợ chồng đồng lòng hợp ý khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Nếu ai đang còn độc thân
thì bạn hãy cứ sống một cuộc sống thoải mái nhất. Bạn có thể sẽ được người quen sắp xếp gặp gỡ những người xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên thì bạn cũng nên nhớ đừng quá căng thẳng. Dù sao đó cũng chỉ là những người mới gặp mặt lần đầu, nên duyên đôi lứa hay không thì còn do bạn và cả đối phương. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, tinh thần trách nhiệm rất cao, giúp bạn tạo dựng được uy tín với cấp trên và với đồng nghiệp. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sẵn có, giúp bạn đưa ra các quyết định nhanh chóng và chuẩn xác. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, với phản ứng nhanh nhạy và kịp thời, bạn có thể nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao của cấp trên. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, tình cảm đang hài hòa và ổn định, mang lại nhiều động lực để bạn hoàn thành tốt mọi việc. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, bạn nên xuất hành theo khung giờ tốt và theo hướng tài thần để cầu bình an, cầu tài lộc. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay người tuổi Mão nên chọn khung giờ tốt là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Hợi và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 3 và số 8 và màu sắc cát tường là màu đen và màu bạc. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy, trong ngày Sửu Thìn tương phá, ngày này ảnh hưởng khá nhiều đến cục diện tài chính của người tuổi Thìn. Tuổi Thìn cũng cần phải bình tĩnh hơn, đừng tùy tiện bốc đồng làm theo ý của mình, mà cuối cùng là để cho chính bản thân mình phải chịu thiệt. Thay vào đó, bạn nên lắng nghe thêm ý kiến và kinh nghiệm của những người đi trước để hạn chế những rủi ro trong vấn đề kinh doanh thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay thì cũng không được tươi sáng cho lắm. Mệnh chủ không biết kiềm chế lời ăn tiếng nói, không biết tiết chế thái độ khi giao tiếp với đồng nghiệp. Một phần là cũng do chính bạn nóng lòng muốn làm cho xong việc mà lại có phần quá khích. Điều này thì có thể khiến bạn bị người khác cô lập hoặc bị bàn tán sau lưng và không ai muốn hợp tác làm chung. Hôm nay, tuổi Thìn đón chào ngày mới với khá nhiều điều căng thẳng vì ngũ hành xung khắc. Ngày này sẽ gây ra những mâu thuẫn trong gia đình của bạn. Mọi người thì có vẻ đang hiểu lầm điều gì đó về bạn. Bạn hãy bình tĩnh để lắng nghe xem mọi người có vấn đề gì muốn nói, rồi từ đó giải thích sau. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, đừng tùy tiện bốc đồng làm theo ý của mình, mà cuối cùng lại để cho chính bản thân phải chịu thiệt. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, tình cảm rơi vào bế tắc khi mà chiến tranh giữa các cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, bạn nên biết kiềm chế lời ăn tiếng nói, nên biết tiết chế thái độ khi giao tiếp với đồng nghiệp, kẻo rất dễ bị người khác cô lập. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, sức khỏe đang có nhiều dấu hiệu không được tốt, hãy cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức để tránh bệnh thêm trầm trọng hơn. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, việc kiếm tiền đang có dấu hiệu chứng lại, thậm chí còn có thể thất thu một khoản không hề nhỏ. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay người tuổi Thìn nên chọn khung giờ tốt là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Dậu và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 7 và số 3 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu đỏ. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo,
Mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Lần giải tử vi của 12 con giáp cho thấy đón chào ngày mới nhờ có cục diện tam hợp che chở mà vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ đang tốt đẹp hơn khá nhiều. Công việc trong ngày đạt được những hiệu suất khá cao. Tuổi Tỵ cũng là người nhiệt tình, cầu tiến nên chiếm được nhiều ưu ái của cấp trên. Có thể sắp tới bạn sẽ được tăng lương, thăng chức và giúp cho đường công danh được rộng mở hơn. Phương diện tài lộc của tuổi Tỵ ngày hôm nay thì cũng đang có khá nhiều điểm sáng. Ấn quan xuất hiện và cho thấy mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán của mình. Sự nhạy bén của bạn cũng là bí quyết để bạn tiến gần hơn tới thành công. Bởi trong chuyện làm ăn, thực lực cũng là một điều cần thiết, nhưng không thể thiếu được thời cơ và sự may mắn. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy, đối với chuyện tình cảm riêng tư của người tuổi Tỵ ngày hôm nay thì cũng có khá nhiều tin tốt lành đưa đến nhờ cục diện tam hợp dẫn lối chỉ đường. Chính vì vậy, đón chào ngày mới là thời điểm mà tình cảm của bạn sẽ tiến triển lên một nấc thang mới. Có thể sẽ trở thành một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc mà cả hai đang rất trân trọng. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, tài lộc đang có nhiều điểm sáng. Ngày kinh doanh sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp cho bạn gặp được những người cùng chung chí hướng. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, vận trình tình cảm không thực sự được tốt. Bạn và người ấy thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, được cấp trên đánh giá cao nhờ năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, con đường thăng tiến sẽ mở ra khi mà bạn chứng minh được năng lực và tiềm năng phát triển trong tương lai của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Sửu và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 7 và số 3 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu xanh. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ không được thuận lợi, không được suôn sẻ như mong đợi vì trong ngày đang có tương hại ngáng trở. Tuổi Ngọ trở nên nóng nảy và có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Bạn rất dễ bị cơn nóng giận chi phối, mất kiểm soát về hành vi và lời nói nên có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Dù bạn là người có năng lực nhưng thái độ lại có phần không tốt nên chẳng ai muốn hợp tác làm chung. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay thì có thể gặp nhiều chướng ngại và nhiều rào cản nên bạn cũng phải hao tâm tổn sức khá nhiều mà lại không tìm được cách giải quyết triệt để. Tốn nhiều thời gian làm việc mà lại không đem lại những kết quả như mong đợi. Cũng vì thế mà người tuổi Ngọ có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để đạt được những sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, luận giải tử vi cho thấy đường tình duyên của người tuổi Ngọ đang có phần sa sút vì trong ngày thủy hỏa xung khắc. Đây là lúc mà người tuổi Ngọ cũng cần phải hết sức nghiêm túc để phân loại những điều nên làm và không nên làm. Làm được như vậy thì bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn với những người đang còn độc thân, ngày này cũng là thời điểm khá tốt để bạn hẹn hò, đi phỏng vấn hoặc bất kỳ những tình huống nào mà bạn cần gây ấn tượng tốt với những người khác. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, sự nghiệp đang có nhiều chướng ngại khiến bạn phải hao tâm tổn sức mà không tìm được cách giải quyết tốt. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, bạn có thể cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc của mình đang làm hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, tình duyên đang có phần sa sút, những lời hứa trao đi
rồi lại thất hứa khiến cho tình yêu có thể bị mài mòn. Về tử vi tuổi Canh Ngọ, Mệnh Thổ, bạn nên cố gắng ăn uống cẩn thận, kẻo rất dễ bị mất cân bằng dinh dưỡng mà lại có hại cho cơ thể. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, bạn cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, không nên hành xử theo cảm xúc. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay người tuổi Ngọ nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Tỵ và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 0 và số 3 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu xanh. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy vận trình ngày mới của người tuổi Mùi dưới tác động của cục diện tương xung thì ngày này gây ra nhiều tác động xấu cho mệnh chủ. Có lẽ tuổi Mùi đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà lại không tính đến các yếu tố khách quan bên ngoài, và điều đó có thể làm ảnh hưởng tới tiến độ cũng như những kết quả trong công việc. Tuổi Mùi có thể vấp phải những thất bại khá sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, từ bạn bè. Ngày này nếu như bạn cứ giữ tính khí đó thì chẳng mấy chốc sẽ bị người khác cô lập. Hãy nhìn nhận khuyết điểm của bản thân để thay đổi, để sửa chữa càng sớm càng tốt. Ngoài ra, để giúp cho bạn điều hòa cơn nóng giận, giữ cho bản thân tỉnh táo và thanh thản hơn thì mệnh chủ cũng nên vận động, chọn một bộ môn thể dục thể thao nào đó để luyện tập hàng ngày, vừa giúp tâm trạng thư thái, tích cực, vừa giúp sức khỏe được dẻo dai. Hôm nay, tử vi 12 con giáp cho thấy ngày ngũ hành xung khắc cũng khuyên người tuổi Mùi bạn hãy giữ lòng kiên trì để theo đuổi chuyện tình cảm của mình. Bạn đừng để cho những định kiến xã hội khiến cho bản thân chùn bước phải hối hận về sau. Khi mà gặp được những người mà mình thương, mình mến thì hãy bày tỏ tình cảm để mong được người ấy đón nhận. Trong cuộc sống, con người phải đi biết bao nhiêu vòng mới gặp được nửa của mình. Lẽ nào bạn không muốn được hưởng hạnh phúc đến với mình? Về tử vi tuổi Ất Mùi, Mệnh Kim, chớ tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài. Về tử vi tuổi Đinh Mùi, Mệnh Thủy, vận trình tài lộc đang có phần giảm sút do sự cứng nhắc trong cách giải quyết các vấn đề. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi, Mệnh Hỏa, bạn có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc khi mà tư duy và cảm xúc có xu hướng không hòa hợp với nhau. Về tử vi tuổi Tân Mùi, Mệnh Thổ, áp lực công việc đang gia tăng, hòa tiểu nhân đeo bám khiến cho uy tín của bạn bị ảnh hưởng. Về tử vi tuổi Quý Mùi, Mệnh Mộc, người đã có đôi có cặp hãy thận trọng với cảm giác thất vọng và chán trường của nửa kia. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay người tuổi Mùi nên chọn khung giờ tốt là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Mão và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 1 và số 2 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy công việc của người tuổi Thân ngày hôm nay có được những bước đột phá khá lớn nhờ trong ngày đang có quý nhân nâng đỡ. Dù người này có thể không phải là cấp trên trực tiếp,
nhưng đôi khi họ lại là những người có sức ảnh hưởng khá lớn. Cũng nhờ đó mà người tuổi Thân sẽ có thêm những cơ hội để khẳng định mình. Nhân cơ hội này, bạn hãy chăm chỉ làm việc hơn nữa để không phụ lòng tiến cử từ người đó. Bên cạnh đó, trong ngày cũng có lời nhắc nhở người tuổi Thân, bạn muốn có được những bước tiến lớn trong sự nghiệp không phải là chỉ việc hết lòng trong công việc, mà bạn cũng cần phải biết cách xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài. Một chút đầu tư về tài chính có thể mang đến những hiệu quả bất ngờ trong vấn đề công danh và tài lộc về sau. Hôm nay tử vi 12 con giáp cho thấy ngày có ngũ hành tiêu hao. Ngày này nhắc nhở mệnh chủ tuổi Thân có một số thói quen của bạn có thể không thích hợp với đời sống và cần được thay đổi sao cho phù hợp. Những vết thương lớn trong lòng thì thôi thúc bạn và có thể tạo ra những sự mới mẻ cho chính mình. Cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ phụ thuộc vào cách nhìn nhận và tâm thế của bạn mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, một chút đầu tư về tài chính có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ trong vấn đề công danh sự nghiệp. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, cần đề phòng những kẻ lòng dạ xấu xa xung quanh có ý đồ tiếp cận với mục đích xấu. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, hãy tận hưởng số tiền mà mình đang kiếm được, sử dụng chúng vào những mục đích thực tế nhất. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, nhờ tài ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục khách hàng nên việc mua bán được nhiều người ủng hộ. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, người ở cạnh bạn khi khó khăn, cùng bạn vượt qua nhiều thử thách, đó là người xứng đáng được trân trọng. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Thân nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Tý và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 6 và số 3 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy, đón chào ngày mới, vận trình mang tới cho người tuổi Dậu sự quyết đoán nhờ có sự xuất hiện của tam hợp. Quý nhân xuất hiện giúp cho người tuổi Dậu thêm động lực để đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn. Bạn hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức. Bạn đừng mãi dậm chân một chỗ khiến cơ hội trôi qua một cách uổng phí. Bên cạnh đó, vì vận trình sự nghiệp chưa thực sự quá bận rộn nên có thể người tuổi Dậu cũng đã bắt đầu nhen nhóm các ý định để kiếm tiền cũng như việc theo đuổi các lĩnh vực mà mình yêu thích. Thời điểm này cũng chính là lúc mà bạn có thể khởi động việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác làm ăn mới và lâu dài hơn. May mắn hơn nữa, cục diện nhân duyên của người tuổi Dậu ngày hôm nay thì cũng đang khá tốt, không chỉ với những người đã lập gia đình mà còn tốt cả với những người đang còn độc thân. Do đó, việc chủ động và năng nổ sẽ giúp bạn sớm cải thiện được vận trình tình cảm của mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, có thể khởi động việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác làm ăn mới và lâu dài. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, tài lộc đang có nhiều điểm sáng, người kinh doanh buôn bán thu về khá nhiều lợi nhuận. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, gặp nhiều điều may mắn khi mà được theo đuổi những lĩnh vực mình yêu thích, làm những việc mình mong muốn. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, quá lý tưởng hóa các vấn đề trong thời điểm hiện tại có thể khiến bạn dễ có những quan điểm thiếu chính xác. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, tình cảm đang tốt đẹp, bạn có một người vợ, một người chồng tâm lý luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay người tuổi Dậu nên chọn khung giờ tốt là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ.
con số may mắn là số 1 và số 3, và màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy tuổi Tuất đón chào ngày mới gặp tương hình ngáng trở. Điều này cho thấy vận trình ngày mới không được tốt lành. Sự hiếu thắng thì có thể khiến bạn phải trả một cái giá khá đắt khi mà luôn cho mình là người tài giỏi nhất, không chịu được những lời nói khích bác của người khác. Chính vì vậy mà trong ngày, mệnh chủ rất dễ đưa ra những quyết định nóng vội và chủ quan. Ngày này, người tuổi Tuất cũng nên thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bởi tất cả là tự nội tại bản thân bạn mà ra. Do không kiềm chế được cảm xúc và cư xử tiêu cực nên mới nhận lại những phản hồi không được tốt từ phía đồng nghiệp. Lời khuyên dành cho mệnh chủ, bạn nên bình tâm trở lại, thay đổi cách nhìn nhận và mở rộng tầm nhìn của mình. Nếu như thấy khó giải quyết, bạn đừng ngần ngại mà hãy nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Tuất ngày hôm nay thì cũng không được tốt vì đang trong ngày ngũ hành xung khắc. Ngày này rất dễ có những bất đồng quan điểm giữa các cặp đôi. Thay vì sự chủ quan và để cái tôi cá nhân lên quá cao thì bạn cũng nên bàn bạc kỹ các dự định của mình trước khi đưa ra quyết định. Thêm vào đó nữa, phương diện sức khỏe của người tuổi Tuất hôm nay không được tốt, bạn cũng nên cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, bạn hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, điều đó sẽ giúp bạn nhận lại những phản hồi tích cực từ phía đồng nghiệp. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, bạn cần phải lý trí hơn chứ đừng để cảm xúc chi phối gây ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xung quanh. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nên giảm bớt cái tôi cá nhân và cũng nên bàn bạc kỹ các dự định của mình trước khi đưa ra quyết định. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, trở nên nóng nảy hơn với mọi thứ xung quanh, có thể tự rước họa vào thân vì những lời nói thiếu suy nghĩ. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, bạn không nên vội vàng vung tiền vào những dự án mà bản thân không nắm chắc được phần thắng. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Mão và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 6 và số 3, và màu sắc cát tường là màu hồng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 13 tháng 5 cho thấy đón chào ngày mới của tuổi Hợi với một tinh thần tràn đầy sự năng nổ dưới sự dẫn dắt của tam hội. Dường như người tuổi Hợi đang ấp ủ những kế hoạch quan trọng nào đó. Tuy nhiên, để đạt được những điều đó thì đòi hỏi bạn phải không ngừng học hỏi, luôn trang bị những kiến thức cho bản thân và chuẩn bị kỹ càng cả về vật chất lẫn tinh thần trước khi bắt tay vào thực hiện. Ngoài ra, nếu như bạn càng cố gắng, bạn càng gặp được những điều may mắn. Tuổi Hợi cứ nỗ lực vươn lên thì sự thành công chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay. Bạn chỉ cần tập trung cao độ là hoàn toàn có thể hoàn thành công việc chỉ trong một buổi sáng đầu tuần. Thời gian còn lại, bạn có thể dành để nghiên cứu, để bổ sung thêm những kiến thức phát triển nghề nghiệp cho tương lai. Điểm duy nhất trong ngày mà người tuổi Hợi cần phải lưu tâm đó chính là phương diện sức khỏe. Trong ngày thủy khí đang vượng, nếu như thể lực yếu thì bạn đừng làm việc quá sức, mà hãy nên dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý.
Bên cạnh đó, bạn cũng nên vận động nhiều hơn, chọn một bộ môn thể dục thể thao nào đó để duy trì hàng ngày, vừa là giữ gìn sức khỏe, vừa là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, hãy trang bị kiến thức cho bản thân và hãy chuẩn bị kỹ cả về vật chất lẫn cả tinh thần trước khi bắt tay vào thực hiện. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, có quý nhân nâng đỡ giúp bạn cảm thấy thoải mái khi mà không phải đối mặt với nhiều áp lực. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, vận đào hoa đang tăng tiến, hãy mở rộng trái tim đón nhận những điều mới lạ. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, hãy nghiên cứu và hãy bổ sung thêm những kiến thức để phát triển nghề nghiệp cho tương lai. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, những rắc rối trước đó không làm khó bạn được, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra thì sẽ đạt được những kết quả tích cực. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Hợi nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Tý và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 3 và số 6 và màu sắc cát tường là màu xám và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 13 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.